Sau đây là phần thứ hai của bài viết Những người lính bị bỏ rơi trên bãi biển Thuận An của tác giả Phạm Vũ Bằng. Xin mời bà con cô bác mình cùng nghe tiếp. Khi công tác tải thương hoàn tất vào lúc 9 giờ 30 đêm, thì qua máy C-25, tôi nhận được lệnh của tiểu đoàn quân y thủy quân lục chiến phải trình diện tiểu đoàn ngay lập tức tôi đến bộ chỉ huy sư đoàn thủy quân lục chiến đang đóng tại căn cứ non nước. Vào lúc 10 giờ đêm, căn cứ được phòng thủ cẩn thận, đèn đốt sáng rực. Bộ chỉ huy tiểu đoàn quân y nằm trong một cái hangar lớn sau cổng chính phía tay phải. Tại đây, tôi gặp hầu hết các y sĩ của bệnh viện Lê Hữu Sanh, Thủ Đức. Họ cho biết vì sư đoàn không có phương tiện chở thương binh về Thủ Đức nên họ phải ra đây để điều trị tại chỗ tôi nhìn vào trong hang ga có đến năm sáu trăm giường bệnh đầy thương binh tôi đến trình diện y sĩ trung tá nguyễn văn thế tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn quân y ngay sau khi tôi đứng nghiêm chào tiểu đoàn trưởng thì anh thế chưa chào lại mà chăm chú nhìn tôi từ đầu tới chân vẻ mặt đầy lo lắng rồi anh hỏi to bị thương hả sao máu đầy người thế này không, đấy là máu thương binh nhân tôi chưa kịp thay quân phục. y sĩ trung tá không chào lại theo lối nhà binh mà anh nắm tay tôi thật chặt, tay kia để lên vai tôi bổ nhẹ nhẹ. tôi cảm nhận được tấm lòng đầy tình đồng đội, tình anh em của người chỉ huy. Nó có sức mạnh hơn ngàn lời nói hay huy chương lúc này. anh chỉ cái ghế đối diện. khi cả hai cùng ngồi, anh mệt mỏi nói. <laughs> Hiện giờ, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến đang kẹt tại bãi biển Thuận An, vì hải quân không vào đó. Ngày mai, sư đoàn sẽ mở một cuộc hành quân về phía bắc đèo Hải Vân để tiếp cứu anh em mình. Nhiệm vụ của toa là chỉ huy một toán quân y tá thủy quân lục chiến và năm xe cứu thương do liên đoàn 71 quân y tăng phái. Mọi tiếp liệu và lương thực thì đại quý xanh, sĩ quan tiếp liệu đã lo xong. Tôi nhận lệnh của anh thấy với tâm trạng hoang mang, nửa mừng, nửa lo. Hoang mang vì mới sáng nhận lệnh trút lui của ông tướng Tiền Vương. Bây giờ lại nhận lệnh của ông khác tiến trở lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong nội bộ của các ông. Nhưng rồi tôi vui vì được tham dự một cuộc hành quân giải cứu chính anh em mình. Nhưng cũng hơi lo vì tôi biết địa thế phía Bắc đèo Hải Vân rất hiểm trở. Đơn vị tấn công sẽ gặp nhiều thiệt hại không biết một mình tôi có cán nổi nhiệm vụ được giao phó hay không. Đà Nẵng, ngày 26 và 27 tháng 3 năm 75. Lúc 6 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 75, Toán y tá thủy quân lục chiến đã sẵn sàng trình diện. Tôi kiểm soát y cụ cứu thương, thuốc men, lương thực, nón sắt, áo giáp, mặt nạ chống hơi độc vân vân. Tất cả trong tình trạng hoàn hảo, riêng vũ khí cá nhân M16 thì thiếu bảo trì. Tôi cho anh em 15 phút để lau chùi súng ống. Trong cuộc chiến tàn bạo này, quân y tá và y sĩ là mục tiêu ưu tiên cho những tên Việt Cộng bắn xẻ. Y sĩ thuộc binh chủng thủy quân lục chiến, có số lượng tử vong cao nhất trong các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, tôi muốn súng cá nhân của họ phải trong tình trạng sẵn sàng, không hẳn là để tác chiến, mà mục đích chính là tự vệ và hiểm trợ cho nhau trong khi thi hành nhiệm vụ cứu thương. Sau đó tôi chia anh em ra làm ba toán có nhiệm vụ rõ ràng. Toán thâu lượm thương, toán cấp cứu, toán tẩy thương. Tôi cũng yêu cầu đại quý sanh trang bị nón sắt áo giáp cho các tài xế của năm xe tẩy thương. Tại thương trên đường đèo mà tài xế bị thương thì sẽ gây ra những hậu quả không lường. Đến 6 giờ 30 sáng là tôi báo cáo lên tiểu đoàn quân y là chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi được lệnh chờ tại chỗ. Tới 11 giờ thì lệnh hành quân được hủy bỏ mà tôi không biết lý do. Nhưng toán quân y của tôi thì được lệnh ra bến thương cảng Đà Nẵng để đón lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Khoảng 12 giờ, tôi thấy hai chiếc tàu háo mồm cập bến. Hai chiếc tàu này chở một trung đoàn thuộc sư đoàn 22 bộ binh từ Chu Lai về Đà Nẵng. Quân số của họ còn chừng 3 đến 400 người, quân phục nhầu nát. Khi đi qua cầu tàu, một số anh vứt súng M16 của họ xuống biển. Đi sau cùng là hai thiếu tá bị thương nơi đầu. Họ dìu nhau xuống cầu tàu. Tàu và đệ tử giúp hai ông một tay và đề nghị cấp cứu cho họ. Nhưng hai ông cảm ơn vì phải di chuyển ngay với binh sĩ của họ. Khâm phục trước thái độ huynh đệ chi binh này, Tôi chào hai ông và chúc bình an. Nghe tôi chúc, một trong hai ông đưa tay bắt bà như muốn thanh minh. Đã có đánh đấm gì đâu, đang đi hành quân thì có lệnh rút. Mà lệnh rút không rõ ràng nên anh em chúng tôi rất bực mình. Vào lúc 2 giờ chiều thì một chiếc LCU vừa từ từ cập bến. Khi bẩn tàu mở ra, tôi rất mừng vì thấy màu áo tràng ri quen thuộc. Đi đầu là mấy anh em khiên sát của ba tử sĩ xác họ được gói kỹ trong những chiếc phong sâu. một trong ba xác này là thiếu tá nguyễn trí nam tiểu đoàn phó tiểu đoàn bốn thủy quân lục chiến sau đó là đại tá nguyễn thế lương lữ đoàn trưởng lữ đoàn 147. ông bị thương ở chân mặc dù được các quân y tá dìu xuống cầu tàu nhưng ông di chuyển rất khó khăn và đau đớn theo sau lữ đoàn trưởng là bác sĩ rậu bác sĩ khoa và toán y tá cùng khoảng 100 thương binh Cuối cùng là khoảng 200 quân nhân thuộc các tiểu đoàn thủy quân lục chiến hiện đang bị kẹt lại tại bãi biển Thuận An. Tôi nhanh chóng phân loại các thương binh rồi ra lệnh mang họ lên đoàn xe tải thương để về căn cứ non nước. Theo bác sĩ Rậu, đại đội trưởng quân y, lữ đoàn 147, thì ông dược sĩ lữ đoàn và bốn ông y sĩ tiểu đoàn được ghi nhận là mất tích tại Thuận An. Buổi chiều sau khi tải thương xong, Tôi hỏi thăm tình hình, bác sĩ Khoa nói vắng tắt. Khi thủy quân lục chiến ra đến bãi biển Thuận An, đang dàn đội hình phòng thủ để chờ tàu hải quân vào đón, thì diệt cộng tấn công. Loạt đạn đầu tiên có bốn thủy quân lục chiến tử thương. Anh em mang sát họ đến đại đội quân y. Nhưng sau đó thì súng nổ khắp nơi, bị thương và tử thương rất nhiều nên chết ở đâu thì chôn ở đó. Sáng ngày 26 tháng 3, khoảng hơn 8 giờ, khi anh là CO vào đón thương binh và bộ chí huy lữ đoàn, thì bốn tử sĩ được mang lên tàu, nhưng sắc của Đại Quý Tô Thanh Chiêu, Đại Đội trưởng Tiểu đoàn 4 bị rơi xuống biển nên chỉ còn có ba. Tôi được giao nhiệm vụ săn sóc 20 thương binh thuộc lữ đoàn 147, trong đó có một chuẩn quý mới ra trường. Trước kia anh là giáo sư trung học, anh bị bắn vào đùi với thương không nặng lắm. Sau khi lao chùi băng bó xong, tôi ngồi lại nghe anh kể chi tiết cuộc rút quân của lưu đoàn 147 thủy quân lục chiến. Sau đó, anh phẫn quốc vừa khóc vừa nói. Bác sĩ biết không, cả một lữ đoàn bị lùa vào cái rọ. Một bãi cát trống, tứ bày là nước mênh mông, không có lối thoát, không có địa thế ẩn nấp, làm bia cho Cộng sản Bắc Việt bắn. Như bị trói tay dẫn ra pháp trường cát, mà người đưa lữ đoàn 147 này cho pháp trường cát lại là những vị chỉ huy cao cấp của quân đội, họ là ai? Nhận thấy thương binh này quá xúc động và phẫn uất dù chỉ là cấp chỉ huy trung đội, nhưng đã có một cái nhìn và nhận xét khá chính xác và chân thật. Tôi vỗ vai anh, an ủi và nói y tá chích cho anh một mũi thuốc an thần. Sáng 27 tháng 3, 1975, tin toàn bộ lực lượng quân đoàn một tiền phương dưới quyền chỉ huy của tướng lâm quang thi bị tan rã trong đó có lữ đoàn một bốn bảy thủy quân lục chiến như một tiếng sét ngang tay thoạt đầu không ai tin vẫn cho rằng cộng sản bắc việt tung ra như đã từng rêu rao trên đài phát thanh tối 23 tháng 3, là chúng đã diệt gọn lữ đoàn 258 ngụy để làm lung lay tinh thần chúng tôi. Không thể được bởi vì lực lượng quân đoàn 1 tiền phương gồm những đơn vị thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là sư đoàn 1 bộ binh, gồm có 4 trung đoàn và đại đội hát báo, một sư đoàn nổi danh đã bảo vệ vùng hỏa tuyến và luôn luôn chiến thắng, đó là lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến với 4 tiểu đoàn tác chiến tinh nhuệ cùng với pháo binh và đại đội viễn thám. Một đạo quân chưa bao giờ biết lui đó là lữ đoàn một thiết kỵ với chiến xa M48 tối tân, đã từng gây kinh hoàng cho tám sư đoàn Cộng sản Bắc Việt năm 1972. Đó là liên đoàn biệt động quân chỉ biết sát cộng và còn bao nhiêu tiểu đoàn pháo binh nặng nhẹ, cùng các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân vân vân. Còn về vũ khí đạn dược ư, chỉ riêng kho đạn pháo binh của thủy quân lục chiến cũng đã có 100.000 trái đại bác 105 ly, với một lực lượng như trên giữ vững tay súng và ý chí từ trên xuống dưới, cộng thêm hỏa lực yểm trợ của sư đoàn một không quân và hải pháo vùng một duyên hải, thì Cộng sản Bắc Việt sẽ không thể làm gì được chúng ta. Khi chúng tôi nhận được lệnh bỏ quân đoàn một, đoạn đường Huế Đa Nẵng, thì chúng tôi đã tiên đoán được các lực lượng tiền phương quân đoàn một sẽ gặp muôn vàng khó khăn và nguy hiểm. Gần như họ bị dồn vào tuyệt lộ. Nhưng không lý do gì khiến chỉ trong hai ngày mà lực lượng tiền phương tan rã. Nhưng tin tức dòng dập đưa về bắt chúng tôi phải tin, và đó đúng là sự thật. Chúng tôi đau đớn cho đồng đội, tức giận và nghi ngờ khả năng của các cấp chỉ huy của quân đoàn 1, của Bộ Tổng Tham mưu của Dinh Độc Lập. Không biết vì nguyên nhân nào, vì bị áp lực nào hay vì quyền lợi và mạng sống bản thân, phe nhóm mà họ nở tàn sát một đạo quân tinh nhuệ đã và đang hy sinh để bảo vệ đất nước. Bây giờ thì đến thân phận chúng tôi không biết rồi sẽ ra sao. Chúng tôi chỉ còn biết trông cậy vào nhau những đồng đội cố binh chủng thủy quân lục chiến. Chiều ngày 27 tháng 3, 1975, tôi lên trung tâm hành quân sư đoàn để tìm hiểu thêm tin tức thì gặp thiếu tá Trần Vệ, một bạn cũ hiện anh là trung tâm trưởng trung tâm hành quân anh buồn rầu cho biết quân đoàn một tiền phương của tướng lâm quang thi đã thực sự tan vỡ mấy hôm nay rồi không nhận được lệnh gì từ trên quân đoàn và khi có việc gấp anh phải đích thân lên quân đoàn thì chẳng còn thấy ai ở trên đó nữa ngoài ra tin cho biết quảng nam quảng ngãi đã thất thủ vì sư đoàn hai bộ binh đã được lệnh rút khỏi nơi này mặc dù chưa bị cộng sản bắt việc tấn công cuộc rút quân đã xảy ra trong hỗn loạn. Như vậy cho đến 27 tháng 3 năm 75, lãnh thổ quân khu 1 chỉ còn thành phố Đà Nẵng. Tôi chán nản lo lắng quay trở lại tiểu đoàn quân y. Quảng Trị, Huế, ngày 24, 25, 26, 27 tháng 3, 1975 Trong khoảng thời gian trên, tôi đã có mặt tại đèo Phước Tường trên quốc lộ 1 đèo Hải Vân và Đà Nẵng. Nhờ vậy mà tôi biết những điều như sau. một Lệnh bỏ đèo Phước Tường và quốc lộ 1 bắt đèo Hải Vân. Do đích thân tướng tư lệnh quân đoàn Ngô Quang Trưởng ra lệnh lúc 4 giờ sáng, ngày 24 tháng 3 năm 75. 2. Quốc lộ 1 từ cầu 2 phía Nam Huế đến đèo Hải Vân. Trong những ngày 24 và 25 tháng 3 năm 75, vẫn an toàn để rút quân. Ngày 25 tháng 3, Lữ đoàn 258 Thủy quân lục chiến và Liên đoàn 15 biệt động quân rút quân trên đoạn đường này đã hoàn toàn yên tĩnh, không một viên đạn lớn nhỏ nào bắn về phía chúng tôi. Tháng 4, 2009, tôi đến thăm Đại tá Nguyễn Năng Bảo, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 258, là người có trọng trách bảo vệ đoạn đường này. Ông khẳng định Đoạn quốc lộ 1 này à, cho đến ngày 25 tháng 3 năm 75 vẫn sử dụng được. ba Nếu tướng Ngô Quang Trưởng không cho lệnh rút lực lượng bảo vệ đoạn đường quốc lộ 1 này và tướng tiền phương Lâm Quang Thi quyết định dùng quốc lộ 1 để hành quân lôi binh, thì các ông đã đem về Đà Nẵng toàn bộ lực lượng tiền phương, bảo toàn lực lượng tiền phương, thì cuộc chiến quân khu 1 đã không bi đát như đã xảy ra. Với con mắt của một người lính chiến, dù là lính chuyên môn, chúng tôi tin tưởng lôi binh theo quốc lộ 1 sẽ được bảo toàn lực lượng tiền phương. Tại sao? Tuy cuộc hành quân lôi binh bao giờ cũng khó khăn hơn hành quân tấn công, nhưng trong trường hợp này, quốc lộ 1 vẫn nằm trong tay ta. Địa thế dọc theo quốc lộ 1 từ Huế đến đèo Hải Vân quá quen thuộc với mọi cấp quân cán chính vùng 1 các đơn vị yểm trợ hỏa lực như pháo binh không quân hải quân vẫn còn đầy đủ nhất là hải pháo có một xạ trường lý tưởng hơn bất cứ chiến trường nào khác một yếu tố quan trọng nữa là áp lực địch chưa có gì và giả dụ chúng có hai hay ba sư đoàn bám theo truy kích thì vẫn không làm gì được với đoàn quân tinh nhuệ của quân đoàn một tiền phương và chính giai đoạn này chúng mới là mùi ngon, là bia hấn đạn của những anh hùng không quân sư đoàn một không quân, những anh hùng hải pháo của hải quân vùng một. Với tất cả những yếu tố đó, dù là kinh nghiệm có một người lính, chúng tôi cũng thấy quốc lộ một không phải là liên tỉnh lộ bảy của quân khu hai. Vậy tại sao tướng tư lệnh tiền phương quân đoàn một Lâm Quang Thi lại quyết định chọn lôi binh theo con đường thuyền ra cửa biển để toàn bộ con cái của ông ôm đầu máu. Dĩ nhiên, một vị tướng tiền phương tài ba có tất cả những lý do của ông, hoặc ông bị bắt buộc chọn đường lối hành động này. Đó là điều lính tôi không thể hiểu nổi, nên mới tâm sự với những đồng đội của tôi, đã nằm lại trên bãi cát bờ biển Thuận An. Nhân dịp, ông tướng xuất bản cuốn Heo in An Lộc. Trong hồi ký, ngày tháng không quên, 8 tháng 3 năm 75, 30 tháng 4 năm 75, Đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh Phó Sư đoàn Thủy quân Luật Chiến, kim tư lệnh lực lượng Tây Bắc Huế, sau khi họp với Trung tướng Lâm Quang Thi, chuẩn tướng Nguyễn Văn Điềm, tư lệnh Sư đoàn một Bộ Binh, Đại tá Lê Ngọc Hy, tham mưu trưởng Tiền Phương, Đại tá Nguyễn Hữu Duệ, tiểu khu trưởng Thừa Thiên, cùng có nhận định khó bảo vệ được Huế nên tướng Thi đề nghị trúc quân khỏi Huế lên tướng trưởng như sau. Lực lượng Tây Bắc do tôi chỉ huy sẽ rút về Thuận An, sau đó di chuyển về cửa Tư Hiền. Tại đây, hải quân và công binh quân đoàn 1 sẽ phối hợp thiết lập cầu phao để các cánh quân vượt sông nhanh chóng và dễ dàng. Lữ đoàn 468 Thủy quân lục chiến từ đèo Hải Vân sẽ cử một đơn vị đến chiếm núi Vĩnh Phong để bảo vệ điểm vượt sông đồng thời làm thành phần tiếp đón sư đoàn một bộ binh do tướng Điềm chỉ huy sẽ rút theo trục quốc lộ một và sẽ tập trung về điểm vượt sông song song với cánh quân thủy quân lục chiến tất cả các vật liệu nặng pháo binh chiến xa không thể di chuyển hay vượt sông được đều phải được phá hủy tại chỗ. Sau đó thì tướng thi chỉ định tướng điềm và đại tá hy bay trực thăng vào Đà Nẵng để trình kế hoạch rút quân khỏi Huế lên tướng trưởng. Còn đại tá Nguyễn Thành Trí thì thông báo ngay cho các đơn vị trực thuộc biết để chuẩn bị tinh thần, tổ chức gọn gàng và sẵn sàng thi hành khi có lệnh. Ông viết tiếp. Khoảng 17 giờ 30 đại tá Hy đáp trực thăng đến và trao cho tôi công điện mang tay Ông nói thêm là công điện này xác nhận việc thi hành kế hoạch rút quân như đã bàn thảo khi trưa tại Bộ chỉ huy Hải quân. Tôi ra lệnh cho các đơn vị sẽ bắt đầu thi hành kế hoạch như đã thông báo vào lúc 18 giờ. Suốt đêm theo dõi từng cánh quân rút về mà lòng xe lại. Những người lính mũ xanh ấy đến giờ phút chốt vẫn giữ vững tay súng, đẩy lui từng đợt xung phong của quân thù mưu toan lấn chiếm chia cắt chưa có vị trí nào bị mất trên hành lang sông bồ hay hiền sĩ cổ bi địch chưa hề thực hiện nổi mộng cắt ngang an lỗ đẩy ngang đôi quản trị huế nhưng giờ đây mọi người phải rút đi như những kẻ thua cuộc cùng với đại tá tư lệnh phó sư đoàn thủy quân lục chiến các tiểu đoàn trưởng thuộc quyền như thiếu tá phạm can tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, thiếu tá phạm văn tiền tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, các đại đội trưởng, trung đội trưởng như Cao Sưng Huy, Phan Văn Đuông, Toàn, Minh, v vân đã ghi lại những đoạn đường chiến binh máu và nước mắt của các anh trong giai đoạn bị bắt buộc phải trút quân này. Các tiểu đoàn 3, 4, 5 thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 2 pháo binh, đại đội viễn thám, đang ở thế thượng phong đối đầu với các trung đoàn Cộng sản Bắc Việt tại Quảng Trị thì nhận được lệnh trúc quân hỏa tốc về cửa Thuận An lúc 6 giờ chiều, ngày 24 tháng 3 năm 75. Họ đoạn chiến với địch, trúc ra quốc lộ 1. Trở ngại thứ nhất là trúc quân hỏa tốc trên đoạn đường dài hơn 30 km. Không có phương tiện chuyên chở nên vũ khí nặng và lương thực phải phá hủy tại chỗ. Chỉ còn đem theo vũ khí cá nhân. Trở ngại thứ hai là khi tới bến phà Tân Mỹ những phà chở quân đã bị kéo sang bên kia bờ phá Tam Giang và bị phá hủy. Các chân định của hải quân và NLCM của quân vận cũng đã bỏ đi. Tại đây, một số anh em thủy quân lục chiến phải bỏ tiền túi thuê ghe gọ của dân để qua phá. Trên tiểu đoàn 7 thủy quân lục chiến đóng tại Hương Điền, gần với Thuận An, nên quân số và vũ khí được bảo toàn. Lúc 8 giờ sáng ngày 25 tháng 3 năm 75, Tất cả lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 147 đã tập trung đầy đủ tại bãi biển Thuận An để chuẩn bị xuôi nam, đi về cửa Tư Hèn như lệnh của Tướng Tư lệnh tiền phương. Nhưng cuộc lôi binh của Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến đã không thực hiện được vì ba yếu tố không sau đây. Không có cầu phao tại cửa Tư Hèn, không có các gian đoàn, duyên đoàn bảo vệ bãi biển Thuận An không có không quân hải quân ểm trợ tiếp viện và tiếp tế cho lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến. Một, không có cầu phao. Cầu phao bắt qua cửa tư hiền đã không được thực hiện như trong lệnh hành quân. Cầu phao này thuộc trách nhiệm của công binh quân đoàn 1 và hải quân. Không cầu phao làm sao đưa quân sang sông vượt cửa tư hiện. Thay là lực lượng tiền phương của tướng Thi chết đứng trên bãi biển, không rõ số phận các đơn vị khác ra sao. Nhưng vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 3, thì lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến của Đại tá Thủy quân lục chiến Nguyễn Thế Lương nhận được lệnh từ quân đoàn 1 tiền phương. Dừng quân trên bãi biển phía nam cửa Thuận An đẩy tàu hải quân vào đón. Thời điểm 10 giờ 30 sáng 25 tháng 3, tình hình còn yên tĩnh, Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến dàn quân phòng thủ trật tự để chờ tàu. Ngoài khơi, một tàu lớn bỏ neo, người từ trong bờ còn trông thấy rõ chữ HQ-801. Như vậy, khoảng cách không xa. Ngoài ra còn có 5 chiếc l mời chạy vòng vòng. Còn thủy quân lục chiến trong bờ thì vẫn chờ và chờ. Tây, 5 giờ chiều mà vẫn không có tàu nào vào đón. Và địch quân đã đến bao vây quân ta trên bãi cát. Hơn 6 tiếng đồng hồ chờ đợi, nằm ôm súng ngắm tàu diễn hành và cũng là khoảng thời gian cần và đủ để địch đuổi kịp quân ta. Và dĩ nhiên, bãi đáp đã mất an ninh. Theo hồi ký căn trường trong chiến bại, Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại tư lệnh hải quân vùng một Duyên Hải, thì trong các ngày 24, 25, 26 tháng 3, ông đã thành lập liên đoàn đặc nhiệm do Trung tá Lê Thành Uyển chỉ huy. Liên đoàn này gồm có 8 chiến hạm và 4 chiến đỉnh để bảo vệ vùng biển Thuận An. Ngoài ra tại đây, ông còn có 4 anh LCU và 18 anh LCM-8. Cả hai là loại tàu đáy bằng có thể vào sát bờ. LCU chở được 400 người, anh LCM-8 chở được 200. Và xin nghe tướng Hồ Văn Kỳ Thoại giải thích lý do hải quân không vào đón thủy quân lục chiến được trong ngày 25 tháng 3 như sau. Vì sóng biển cấp 2, sóng cao từ nửa đến 1 mét và bờ biển có sóng ngầm. Ông tướng nói thì lính tôi biết thấy thôi, tuy nhiên cũng cảm ơn hải quân là vào sáng ngày 26 tháng 3, đã có được một chiếc NLCU anh hùng vào đón được bộ chí huy lữ đoàn 147, tự sĩ và thương binh cùng một số thủy quân lục chiến. Rồi thay, NLCO này bị trúng hỏa tiễn AT-3 của Việt Cộng, khiến một số tử thương và bị thương, trong đó có đại tá lương bị thương vào chân. Còn chiếc NLCO thứ nhì thì bị mắc cạn và không còn chiếc nào vào nữa. Cũng đúng thôi, theo lệnh hành quân, tàu vào bờ đã trễ hơn một ngày như thời gian cho Cộng sản bắt Việt nhắm AT-3 và đổ mọi loại vũ khí vào thủy quân lục chiến và tàu hải quân chiến trường mỗi phút giá đáng ngàn sinh mạng đấy các ông ơi. Trong hồi ký căn trường trong chiến bại, Phó Đề Đốc Thoại không nói gì đến nỗ lực của hải quân trong việc thiết lập cầu phao tại cửa Tư Hiền. Như tướng tư lệnh tiền phương đã nói trong lệnh hành quân mà ông chỉ nói đến nỗ lực ngày 26 tháng 3. Quá trễ rồi. Ngoài ra, phó đề đốc có đề cập đến một chi tiết khá lạ. Trang 200 và 204 Ông tướng cho biết, tướng thi và bộ tham mưu của ông khoảng 100 người lên xoáy hạm HQ5 vào buổi trưa ngày 24 tháng 3. Tại đây, tướng thi ra lệnh cho Trung tá Uyển, chỉ huy liên đoàn đặc nhiệm bằng tiếng Mỹ, Go South, nhưng không được tướng thoại chấp thuận. Lúc 4 giờ 20 chiều ngày 25 tháng 3, tướng thi lên HQ715 để về Đà Nẵng bằng phong tôi mong rằng chi tiết này không có thật vì tôi tin rằng không có một ông tướng nào có thể bỏ một đạo quân dưới quyền đang lâm nguy hai không có bảo vệ bãi biển thuận an bãi biển thuận an có thể ví như một cù lao nổi lên trên mặt nước phía trước là biển đông phía sau là đầm thủy tú đầm hà trung và phá tam giang phía bắc là cửa thuận an phía nam là cửa tư hiền Hai cửa này là nơi thông thương giữa biển và các đầm kể trên. Bề ngang của hai cửa này rộng trung bình từ 200 m đến 500 m Khu vực này theo tướng thoại thì được bảo vệ bởi hai gian đoàn và hai duyên đoàn. Vậy mà trong những ngày 24-25 tháng 3, quân Cộng sản Bắc Việt ung dung không tốn một tiếng súng, vượt qua đầm qua sông để bao vây bãi biển Thuận An, nơi lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến tập trung để hải quân vào đón như lệnh của quân đoàn một tiền phương lúc 10 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 3. Lực lượng bảo vệ đã đi đâu? Theo lệnh của ai? Hay đã bị việc cộng dùng thuyền thúng hay tàu ngầm tấn công? thầy chỉ có mặt trời mới biết. ba Không có không quân, hải quân nghiệm trợ và tiếp tế khi bị bao vây. Theo lệnh quân đoàn một tiền phương lúc sáng ngày 25 tháng 3, Lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến chờ tàu trên bãi cát. Vì không có hai yếu tố một và hai kể trên nên đã bị Cộng sản bắt việc đuổi kịp, bao vây và tấn công. Việc Cộng chiếm các đồi cao với đầy đủ vũ khí nặng nhẹ. Thủy quân lục chiến với súng cá nhân, họ như những ông lớn đi tắm biển nằm phơi bụng trên bãi cát. Chuyện gì xảy ra? a họ đã bị bỏ rơi trước mắt một lực lượng hải quân vùng một duyên hải của tướng thoại vô cùng hùng hậu với hỏa lực hải pháo kinh hồn những khẩu đại pháo chưa kịp khai hỏa b họ đã bị bỏ rơi khi trên trời có cả một sư đoàn một không quân của tướng ánh với bao nhiêu phản lực xé gió bao nhiêu trực thăng võ trang trực thăng nhiều đến độ không còn chỗ chứa phải di tản bớt về các phi trường phía nam lính thủy quân lột chiến mơ thấy từng phi đoàn phản lực hàng đàn trực thăng võ trang đến hiểm trợ tiêu diệt việc cộng đang phơi mình trên đồi cát nhưng không đó chỉ là giấc mơ còn thực tế là những đàn chim biển những con hải âu thả bom trên đầu anh em lữ đoàn một bốn bảy thủy quân lột chiến hoàn toàn bị bỏ rơi trên bãi biển nước mênh mông mà không có một giọt nước để uống tương tự như có hỏa lực hùng hậu không quân hải quân mà phải đi lượm từng viên đạn M-16 rơi trên bãi cát để tự vệ và tự tử. Sự thật là vậy đó thưa quý vị tư lệnh tiền phương, tư lệnh không quân, tư lệnh hải quân vùng một Cho đến chiều ngày 26 tháng 3, không còn đạn để tự vệ, họ đã tiết kiệm bằng cách chỉ dùng một trái lựu đạn M-26 để mà tự sát được tập thể ngoài khơi trên cao. Làm sao quý vị nghe được những tiếng nổ này của em hâm Sức cùng lực kiệt tất cả những gì còn lại của lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến đã được quý vị bàn giao cho Cộng sản Bắc Việt sớm hơn. Giống như Tổng thống một ngày khi ông ra lệnh bàn giao quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản Bắc Việt. Những người lính thủy quân lục chiến đổ bao nhiêu sương máu và nước mắt nơi địa đầu giới tuyến lính tổng trừ bị bị sử dụng làm quân địa phương giữ đất cho quân khu 1, thì vào lúc 3 giờ sáng ngày 27 tháng 3, 1975, đã bị tan hàng một cách đau đớn không vì địch quân, mà vì chính những người vắt tranh Sự tan rã lực lượng tiền phương quân đoàn 1 nói chung, và lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến nói riêng, là hậu quả tất yếu đưa đến quân đoàn 1 phải bỏ Đà Nẵng vào sáng ngày 29 tháng 3 năm 75. Thưa tướng tư lệnh tiền phương quân đoàn 1, được biết trường Đại học University of North Texas vừa xuất bản cuốn sách Hell in An Lộc do chính ông viết bằng Anh ngữ. Cuốn sách nói về trận chiến An Lộc năm 1972. Tuy ông không chỉ huy hay có mặt tại chỗ, nhưng ông đã sưu tầm tất cả dự kiện để viết heo in an lộc để nói cho người mỹ hữu trọ về tinh thần chiến đấu anh dũng của quân đội việt nam cộng hòa không như một số truyền thông phản chiến đã có định kiến sai lạc bất lợi cho chúng ta về cuộc chiến này cuốn sách heo in an lộc được nói đến nhiều theo hai chiều xuôi ngược cá nhân bằng phong tôi không dám có ý kiến khi tôi chẳng biết gì về trận chiến ở đó cả nhưng tôi đã có mặt đậu máu và nước mắt từ quản trị Huế và chỉ rời Đà Nẵng vào 8 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 75 tại bãi biển non nước. Nên tôi mong ước, đúng hơn là cầu xin Trung tướng Tư lệnh tiền phương quân đoàn 1 viết một cuốn sách về trận chiến do đích thân Trung tướng chỉ huy. Cuốn sách được viết bằng chữ quốc ngữ để những người lính chúng tôi dù đã khuất hay sắp khuất đọc và biết được những khó khăn trong cuộc chiến tại đây đưa đến hậu quả cả một đoàn quân tinh nhuệ chịu đứng khoanh tay chịu trói thưa trung tướng tiền phương với cái nhìn hạn hẹp của một người lính về tình hình và địa thế thì tôi cứ thắc mắc cho tới ngày nay rằng tại sao a à, tư lệnh không cho lực lượng tiền phương quân đoàn một lô bên theo đường bộ lấy quốc lộ một làm trục chính như tôi đã trình bày từ đầu bài viết này những điểm quan trọng trên quốc lộ 1 đều có quân ta trấn giữ và vẫn còn an ninh. Thiết tưởng không cần nêu lên những yếu tố khả thi khi rút theo quốc lộ 1 và những vô kế khả thi khi đi ra biển mà những con tàu cứ lắc lư cái đầu không chịu vào bờ. B. Khi tư lệnh rút lui theo bờ biển hẳn là có lý do gây bất ngờ cho địch và tiết kiệm thời gian di chuyển cho quân ta vì có tàu hải quân yểm trợ, nhưng cái bất ngờ nhất mà tư lệnh gặp phải, nguyên nhân chính gây đau thương cho thuộc cấp là cầu phao tại cửa tư hiện đã không có, không được công binh và hải quân phối hợp thực hiện như trong lệnh hành quân. Lý do tại sao? Ai chịu trách nhiệm? C. Khi cầu phao ở cửa tư hiền không được thực hiện thì kế hoạch lưu binh của tư lệnh thay đổi là hải quân vào đón bộ binh. Thật là nhanh chóng gọn gàng và chắc chắn thành công nếu như hải quân thi hành kế hoạch, nhưng hải quân đã không tuân lệnh. Ở đây chúng tôi không dám thắc mắc với phó đề đấu hồ văn kỳ thoại tư lệnh hải quân vùng 1. Vì thực tế hay lý thuyết thì tướng thoại vẫn là thuộc cấp của tư lệnh quân đoàn. Vậy thì cái gì khiến tư lệnh không điều động được hải quân như kế hoạch đã định khiến gần 4.000 quân thiện chiến đứng làm bia cho Cộng sản Bắc Việt tập bắn hoặc làm mồi cho cá biển Đông? Đây, Không quân Việt Nam chiếm ưu thế tuyệt đối trong trận chiến này. Sư đoàn một không quân của Tướng Ánh vẫn còn nguyên vẹn, hùng mạnh. Vậy mà không có bất cứ một phi vụ quanh tạc nào lên đầu địch quân. Một người lính như tôi còn biết hỏa lực không quân là yếu tố quyết định thành công cho lôi binh. Vậy thì, thưa tư lãnh, những phản lực đã bay đi thả bom ở đâu? Những trực thăng bay đi đâu cho đến nỗi không có một chiếc đệ tải thương? và tiếp tế cho đoàn quân đang phơi cái bụng trống trên bãi biển. Mũ xanh Nguyễn Thái Thụy, âm thoại viên của tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến viết. Đại quý Nguyễn Quang Đăng, chánh văn phòng tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến và tôi, được lệnh dùng trực thăng của tư lệnh chở gạo sấy để tiếp tế cho lữ đoàn 147 tại bãi biển Thuận An. Chúng tôi cố nhét cho thật nhiều, nhưng chỉ một chiếc trực thăng như thế này thì phải bay bao nhiêu phi vụ, để tiếp tế gạo cho gần 4.000 người trong khi thời gian thì quá ít. Đến địa điểm, Đại Quý Đăng và tôi đẩy những thùng gạo xảy xuống cho các anh em ở dưới, rồi quay về gấp làm chuyến khác. Khi chuyến thứ ba vừa xong, từ Thuận An bay về non nước, thì phi công báo là trực thăng của tướng điểm tư lệnh sư đoàn một bộ binh, bị nạn cần cấp cứu. Họ xin ý kiến đại quý đan và anh đang đã ok, mặc dầu không phải nhiệm vụ Trực thăng đổi hướng phải rồi hướng bắc, phát hiện trực thăng tướng Điềm nằm gần quốc lộ 1 phía bắc Lăng Cô chừng 10 km. Khi chúng tôi vừa chạm đất thì phi hành đoàn, tướng Điềm và một thiếu tá chạy về phía chúng tôi và cũng là lúc việc cộng từ bìa làng khai hỏa khẩu thượng liên. Chuẩn tướng Điềm chạy khập khảnh trên cát. Chúng tôi đã chạy lại dìu ông lên trực thăng của Lạng Sơn và đưa họ về Đà Nẵng rồi trực thăng đi đổ xăng và chấm dứt tiếp tế gạo sấy cho anh em. Sự thật, nó là như thế đấy, bao nhiêu trực thăng đi đâu cả rồi, thưa tư lệnh. Không nặng cho đến nỗi không còn một chiếc nào để tải thương và tiếp tế đạn dược cho lữ đoàn 147. Tiếp tế cho anh em vài thùng gạo sấy, để nhai thì phải dùng đến trực thăng chỉ huy của tư lệnh thủy quân lục chiến. Và rồi cũng chỉ còn một chiếc trực thăng duy nhất của tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến đi cấp cứu tư lệnh sư đoàn một bộ binh chuyện tưởng đùa mà có thật thưa tư lệnh tiền phương những thắc mắc nêu trên không phải của riêng cá nhân tôi mà của tất cả những quân sĩ dưới quyền chỉ huy của tư lệnh mà họ đã nằm lại vĩnh viễn ở bờ biển thuận an pháp trường cát của những quân nhân dưới quyền chỉ huy của tư lệnh mà họ đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn đây rồi, những tên du kích Việt Cộng mang dây kẽm gai đến cột chung họ lại với nhau. Tất cả mong ước được nghe tư lệnh giải thích hầu chia sẻ với tư lệnh những khó khăn mà tư lệnh gặp phải, dù cho những khó khăn đó đến từ bất cứ đâu. Quan trọng hơn nữa là lời giải thích của tư lệnh sẽ trả lại uy tín và danh dự cho tất cả các cấp chỉ huy ngoài chiến trường, đánh tăng tin đồng của những kẻ vô trách nhiệm ở hậu phương trần cấp chỉ huy ngoài mặt trận đã bỏ lính mà đi. Dầu sao, đối với người Mỹ thì dù tư lệnh có giải thích hay không thì chuyện cũng đã thuộc về quá khứ. Còn đối với các anh em cựu quân nhân chúng tôi thì vẫn cần và rất cần uy tín của tư lệnh nói riêng và các tư lệnh khác nói chung. Vì cuộc chiến cho Việt Nam tự do vẫn còn tiếp diễn, cuộc chiến còn thì chúng tôi vẫn còn cấp chỉ huy có uy tín. Thầy cho lời kết. Lúc 8 giờ tối ngày 28 tháng 3 năm 75, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh quân khu 1 học các đơn vị trưởng của quân đoàn 1 tại Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Tại đây, ông đã ra lệnh trút bỏ quân khu 1 bằng hải quân vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 75. Vì có 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị nên cuộc rút quân này đã diễn ra trong hỗn loạn và đẫm máu. Như vậy, tính từ 6 giờ chiều ngày 24 tháng 3 năm 75, khi các đơn vị thủy quân lục chiến bắt đầu rút khỏi quản trị cho đến 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 75, khi Trung tướng Ngô Quang Trưởng bơi ra tàu hải quân từ trung tâm hành quân thủy quân lục chiến trong căn cứ non nước Đà Nẵng, quân đoàn 1 đã bị tan rã trong vòng 4 ngày rưỡi. Về việc rút quân này, lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 75, Trước khi bơi ra tàu hải quân, Trung tướng Ngô Quang Trưởng đã nói với Đại tá Nguyễn Thành Trí, tư lệnh Phó Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến, một câu để chúng ta và hậu thế suy gẫm coi như đây là một cuộc tự thoát. Và sau đây là phần phản hồi của tướng Lâm Quang Thi. Xin mời bà con cô bác mình cùng nghe tiếp. Thân gửi anh Phạm Vũ Bằng trong email anh nói đã đọc quyển 25 năm thế kỷ xuất bản 2005. Tập hồi ký này là bản dịch của quyển The 25 Year Century do Viện Đại học University of North Texas xuất bản năm 2002, nghĩa là 7 năm trước khi Viện Đại học này xuất bản tác phẩm Heo in An Lộc. Tôi nghĩ rằng anh đã viết bài Những người lính bị bỏ rơi trước khi anh đọc quyển 25 năm thế kỷ vì quyển sách này có một chương rất dài nói về sự sụp đổ của VICT và vì thế có thể giải đáp những thắc mắc về việc triệt thoái khỏi Huế và Đà Nẵng tháng 3 năm 75. Tuy nhiên tôi vẫn trả lời vắn tắt sau đây những thắc mắc của các đồng đội của anh để anh phổ biến đến các anh em này. Theo tôi thấy thì anh đã nêu lên những thắc mắc chánh sau đây. A. À, tại sao không rút lui theo quốc lộ 1? B. Tại sao không có cây cầu nổi bắc qua cửa Tư Hiền và Hải quân gặp nhiều khó khăn để bốc lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến phía Nam Thuận An? Và C. Tại sao không có sự yểm trợ đầy đủ của không quân? Về điểm thứ nhất trong quyển 25 năm thế kỷ, tôi đã có tường thuật rằng trong đêm 22 tháng 3, trong đoàn 101 của sư đoàn năm Bắc Việt sau nhiều đợt tấn công dữ dội đã đánh bật tiểu đoàn 60 biệt động quân ra khỏi đồi 500, kê cận phía tây quốc lộ 1, và vì thế địch quân đã kiểm soát được hành lang phố lộc. Sau khi hay tin đồi 500 đã rơi vào tay địch, tôi gọi tướng trưởng và yêu cầu ông chỉ thị lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến, đóng phía bắc đèo Hải Vân, phối hợp với liên đoàn 15 biệt động quân để phản công tái chiếm đồi 500 và giải tỏa quốc lộ 1. Lúc bây giờ sư đoàn một bộ binh bung ra quá mỏng và không còn lực lượng trừ bị để phản công. Tướng trưởng hứa sẽ nghiên cứu những gì có thể làm được, nhưng cuối cùng cuộc phản công không rõ vì lý do gì đã không được thực hiện và cũng vì vậy cho nên cửa Tư Hiền và bãi biển Thuận An là đường đuôi quân duy nhất còn lại. Kế hoạch triệt thoái của tôi là sư đoàn 1 sẽ di chuyển qua ngã tư Hiền và lữ đoàn 147 sẽ được lực lượng đặc nhiệm hải quân do Sài Gòn gửi ra tăng cường quân đoàn 1, gồm nhiều chiếc LST bốc lên ở phía Nam Thuận An. Tôi nhấn mạnh với tướng trưởng rằng sự triệt thoái sư đoàn 1 chỉ có thể thực hiện với hai điều kiện: một cây cầu nổi phải được bắt ngang đầm cửa Tư Hiền và núi Vĩnh Phong cao điểm phía nam cửa tư hiền phải do một đơn vị thủy quân lục chiến chiếm đóng. Tướng trưởng hỏi ý kiến của bộ tham mưu của ông, và họ cho là hai điều kiện này có thể thỏa mãn được. Chiều ngày 23, tướng trưởng họp với tướng Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, Phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tư lệnh hải quân vùng 1 chiến thuật và trung tá chỉ huy trưởng lữ đoàn 10 công binh Ông Thoại bảo đảm với tướng trưởng rằng ông sẽ cho đánh chìm một chiếc tàu hải quân ở giữa cử tư Hiền. Để cho sư đoàn một đi qua và tướng Lân cũng bảo đảm rằng ông sẽ cho chiếm đóng các cao điểm phía nam của cửa tư Hiền. Nhưng cuối cùng hai nhiệm vụ này cũng không được thực hiện và điều này đã gây nhiều tổn thất cho các đơn vị trúc quân qua ngã tư hiền. Mặt khác, rủi ro cho lữ đoàn 147 Thủy quân lục chiến các tàu LST của Bộ Tư lệnh Hải quân tăng cường cho quân đoàn 1 gặp rất nhiều khó khăn, cặp bãi, để đón các anh em vì biển động sóng to và các bãi biển cạn. Mặc dù vậy, phần lớn anh em thủy quân lục chiến của Lữ đoàn 147 đã được bốc về Đà Nẵng trong những ngày 24, 25 và 26 tháng 3. Bà con mình thấy câu Mặc dầu vậy, phần lớn anh em thủy quân lục chiến của lữ đoàn 147 đã được bốc về Đà Nẵng trong những ngày 24, 25 và 26 tháng 3 có đúng không? Về điểm lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến không được thân quân ểm trợ đầy đủ, đó cũng là hậu quả của việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự cho quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thật vậy, ngày 4 tháng 4 năm 1974 Quốc hội Hoa Kỳ một lần nữa cắt viện trợ quân sự cho Nam Việt Nam từ 1 tỷ mỹ kim xuống còn 750 triệu mỹ kim do tài khoá năm 74 và 75. Nhưng trong số 750 triệu mỹ kim này, 300 triệu dành để trả lương cho nhân viên văn phòng, tùy viên quân sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Một điểm đáng được lưu ý là do Thái nhận được 2 tỷ rưỡi mỹ kim viện trợ quân sự trong trận chiến 3 tuần Yom Kippur năm 73 nói khác đi trong vòng một năm. Nam Việt Nam nhận được 21% của sự viện trợ do Thái nhận được trong vòng 3 tuần lễ. Trong lúc các đơn vị lục quân thiếu thốn trầm trọng về xe vận tải và đạn dược thì công quân cũng rất thiếu thốn về nhiên liệu và quân dụng thay thế. Quân chủng này phải cho nằm ụ tổng số là 224 phi cơ đủ loại, chiến đấu cơ AD-6, các phi cơ vận tải C-47 và C-113, trong lúc năm 72 không quân có thể di chuyển một trung đoàn từ quân khu này đến quân khu khác, năm 1975 không quân chỉ có thể di chuyển vào khoảng một tiểu đoàn mà thôi. Trên tại vùng một chiến thuật, trực thăng khiển dụng chỉ có thể chuyên chở một đại đội bộ binh cùng một lúc. Cũng vì thế cho nên không yểm cho các đơn vị chạm địch cũng bị hạn chế rất nhiều. Hơn nữa, trong lúc các đơn vị bắt đèo Hải Vân đang rút quân, thì hai tỉnh cực nam của vùng một chiến thuật đang bị tấn công nặng và có thể bị tràn ngập bất cứ lúc nào. Do đó không yểm của sư đoàn một không quân ở Đà Nẵng. Do đó không yểm của sư đoàn một không quân ở Đà Nẵng vốn đã bị hạn chế, còn phải được sử dụng để yểm trợ cho các đơn vị phía nam vùng một chiến thuật. Tôi hy vọng những chi tiết trên đây sẽ giải tỏa những thắc mắc của anh em thủy quân lục chiến. Trước khi chấm dứt, tôi có đôi lời nhắn nhủ với các chiến hữu. Nhân dịp này tôi xin nhắc lại lời nói của tướng Charles de Gaulle của Pháp trong kỳ đệ nhị thế chiến. Sau khi rút tặng quân Pháp qua Anh quốc để chờ ngày trở về giải phóng quê hương, tướng de Gaulle tuyên bố một câu bất hủ. Chúng ta đã thua một trận đánh, nhưng chúng ta chưa thua cuộc chiến tranh. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đã thua một trận đánh năm 75, nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam còn đang tiếp diễn với mọi hành thức cộng sản việt nam hiện nay đang đứng trên bờ vực thẳm vì chúng đang phải đương đầu với những bế tắc không lối thoát trên phương diện kinh tế và chính trị vì thế nếu chúng ta tiếp tục sử dụng quyền lực kinh tế và chính trị càng ngày càng tăng gia của cộng đồng việt nam hải ngoại để gây ảnh hưởng có lợi cho cuộc chiến đấu của chúng ta nếu chúng ta tiếp tục khai thác các phương tiện truyền thông hiện đại để khuyến khích và giúp đỡ người dân trong nước đứng lên đòi quyền sống của mình. Nếu chúng ta tiếp tục khuyến khích các thế hệ hậu duệ mạnh dạn dấn thân vào hệ thống chính trị các xứ tạm dung, để tiếng nói chúng ta gần ngày được lắng nghe, thì tôi tin chắc rằng cuộc chiến tranh Việt Nam thứ hai Cuộc chiến tranh để đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Cuộc chiến tranh này nhất định chúng ta sẽ thắng. Lâm Quang Thi đó là phần phản hồi của Tướng Lâm Quang Thi. Kính thưa bà con cô bác, bà con cô bác thấy phần phản hồi của Tướng Lâm Quang Thi có chỗ nào để cho mình tin tưởng không? Theo tôi, người đọc. Tôi không có tin. Ông trả lời trước quốc. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Và cảm ơn bà con cô bác mình đã lắng nghe.